xe nhỏ nhỏ. Đó nó là cái bờ này. Bờ này. Trước giờ thấy cây lớn gì mà khá là mạnh, nó sẽ khoảng 1.1, 1.2. Làm cái công. Sao cũng được. Bờ này tàn cũng khá lớn, nó nằm nghiêng qua tới này lọt vô đó rồi, nằm qua tới đây Oh.
Ba anh liền ha. Thử lan can nha.
Sắp ra bông rồi, bứng về trồng rồi. Thì cho mấy cái này cũng 7-8 năm, cái chục năm á. Sao nó dẻo, xài nó giòn chứ, bơ nó dẻo nữa. Lỗi đó. Thấy không? Lỗi rồi đó ông ơi. Lỗi rồi đó. Nó giống như ngày xưa vậy đó. Lỗi trong tao nông ra đó. Oh,
này xuống luôn vậy đó hả? Xuống đây đi rồi ta hạ xuống đi rồi ta bật tỉnh đó ta làm. Hãy subscribe.